Kính bạch quý đại đức, tôi đã đọc qua một số bài kinh Phật sử chú giải kinh Pháp Cú. Tôi nhận ra rằng có rất nhiều điểm tương đồng và trùng hợp. Vị trí một số địa điểm được nhắc đến nhiều lần như Varanasi và các địa danh Ấn Độ có 500 và số con số 500 và 1000 cũng được nhắc đến nhiều lần như con số các vị chư thiên và tỷ kheo đẳng cấp trong thời kỳ các Phật quá khứ. Có những đẳng cấp xã hội giống nhau như Bà La Môn, Sắc Đế Lị, Vệ Xá, hoặc những mặc dù cách nhau hàng triệu năm tên, có nhiều tên tương tự như Kassapa, Tissa, Chunda. Tại sao có những sự giống nhau và trùng hợp như vậy? Có thể nào Phật Thích Ca cố gắng nói bằng một số ngôn ngữ mà mọi người vào thời điểm đó có thể hiểu được không, hay đây chỉ là phép ẩn dụ để ám chỉ một ý nghĩa khác? Thứ nhất á, là cái chuyện mà nơi hoằng pháp của Thế Tôn, thì Thế Tôn hoằng pháp trong bao nhiêu đó địa điểm thôi, cho nên là có những sự kiện trùng hợp nhau về địa điểm, đó là cái đương nhiên. Bởi vì á, khi mà Thế Tôn dừng lại ở một địa điểm nào thì thường sẽ có rất nhiều những lời được dạy, tức là có rất nhiều bài kinh được thuyết ra. Cho nên là khi kết tập lại thì tất cả những bài kinh đó sẽ rải rác khắp nơi. Thành ra quý vị sẽ thấy là gặp thường xuyên ở một địa điểm. Cái trường hợp thứ hai là ở các con số, thì cho đến bây giờ á, nó vẫn còn là một sự tranh cãi. Một là đây là do một cái nhân duyên, cho nên là cái con số đó là nó tròn, nó đủ. Nhưng mà một cái tranh luận thứ hai, đó là đây chỉ là một kiểu ước lượng. Tức là thí dụ như từ 400 cho đến 500 mấy chẳng hạn, thì đều được gom chung là 500. Chứ không lẽ bây giờ ngày hôm nay ở bài kinh này là trong hội chúng là có 501 vị tỷ kheo, rồi một bài kinh khác lại thêm một hội chúng khác có 495 vị tỷ kheo, qua bài kinh khác lại có một con số là 610 vị tỷ kheo, thì nó loạn. Thành ra là người ta, thay vì người ta nhớ nội dung bài kinh, thì người ta lo người ta nhớ là trong một cái trường hợp như vậy có bao nhiêu vị tỷ kheo. Nó không có đáng để mà mình phải nhớ. Thành ra là cái sư thì cá nhân sư nghiêng về cái khuynh hướng thứ hai hơn, là nó mang tính chất ước lượng. Nhưng mà có một những con số là chính xác nha. Ví dụ như 1250 vị tỷ kheo thì con số đó là chính xác á. Còn những con số như 500, 1000 thì nó chỉ mang tính ước lượng. Đó là quan điểm cá nhân của sư, để dễ tụng đọc và dễ nhớ ha. Rồi cái chuyện mà đẳng cấp á, thôi sư nói cái chuyện tên trước đi. Thì có một số tên nó mang tính chất là phổ biến. Thí dụ như tên Kassapa, tên Tissa, tên Chunda, thì đó là những tên phổ biến. Ví dụ như Việt Nam mình có những tên phổ biến nè, như là Tý nè, Tèo nè, hoặc là tên Tùng nè, tên Nam nè, tên Sơn chẳng hạn như vậy. Đó là những tên phổ biến. Thì những tên phổ biến như vậy đó, thì sẽ có rất là nhiều người mang cùng tên. Thì những nhiều người trùng tên như vậy thì sẽ xuất gia, rồi người ta sẽ gọi. Thì đương nhiên cái chuyện trùng là cái chuyện đương nhiên ha. Quý vị thấy là trong một lớp học của mình á, thì vẫn có tên trùng mà. Huống chi là tăng đoàn một con số lớn như thế, thì cái chuyện trùng tên là chuyện bình thường. Còn cái vấn đề là các cái giai cấp á, thì như vậy. Khi Đức Thế Tôn đưa ra những ví dụ thì đương nhiên Ngài phải lựa chọn những cái kiếp nào á, mà bối cảnh văn hóa gần với cái người hiện tại. Thí dụ như Ngài sẽ lựa chọn là ở cái kiếp nào mà cái nền văn minh á, là họ sẽ chia ra là cũng bao nhiêu đó giai cấp, là giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sắc Đế Lị,
rồi giai cấp thương buôn, rồi giai cấp nô lệ. Đức Phật sẽ lựa chọn những cái kiếp như thế để chi? Để người nghe cảm thấy quen thuộc. Chứ quý vị nghĩ coi, bây giờ Đức Thế Tôn ngồi ngài, mà ngài ví dụ ở một cái kiếp mà cái người này á đi xe, đi taxi công nghệ đến một cái xứ khác cách xa đó là mấy 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 giờ tuần, rồi để gặp một người khác, rồi sau đó lại dùng một cái điện thoại thông minh để liên hệ với người nhà để chuyển khoản, thì quý vị thấy là nó sẽ rất là phiền. Bởi vì sao? Bởi vì cái người ở trong cái thời điểm đó họ nghe họ không hiểu, mà Thế Tôn lại phải ngồi đó ngài giải thích là taxi là cái gì, rồi taxi công nghệ là cái gì, rồi xe hơi nó là cái gì, rồi điện thoại nó là cái gì, thì tự nhiên nó mất thời gian không cần thiết. Mà trong khi đó cái dòng luân hồi thì nó vô thủy nhiều lắm, thì tại sao mình không lựa những cái kiếp nó gần giống với cái nền văn minh của những người trong kiếp hiện tại thì nó dễ hơn. Chứ tự nhiên bây giờ Đức Phật ngồi thuyết xe hơi, tàu hỏa, máy bay thì ai biết cái đó là cái gì đâu. Đương nhiên đời sau là hiểu á, nhưng mà thời điểm đó người ta không hiểu. Thì đó là câu trả lời của sư, không biết Đại Đức Tuệ Tường có bổ sung gì hay không? Kính thưa đại đức, kính thưa quý vị, nói chung là phải rất là hoan hỷ và tán thán cái cách trả lời rất khéo léo của đại đức hành tọa. Thật sự rất là đúng thưa quý vị, đó rất là đúng. Ở đây thì giống như là sư gọi là khuyến mãi thêm ha, khuyến mãi thêm cái vấn đề mà tại đây á, cái phần mà về con số nè, rất hạnh tọa có nói cho quý vị hiểu cái vế thứ hai á, vế hai để cho quý vị hiểu đó. Giống như đó là ước lượng quý vị. Như bây giờ quý vị đi xem thêm bóng đá đi quý vị, rồi xong quý vị về nhà người hỏi ơi, hôm nay sân động nhiêu, quý vị ước lượng trời hôm nay sân động phải 20.000 chỗ ngồi á, tại sức chứa 20.000, nhưng mà sao mình chắc được quý vị, mình chắc được là 20 là full sân động được, đôi khi có thể hơn có thể sụt đó. Cho nên là cái xưa để đức hành tuệ đồng ý quan điểm thứ hai, mà sư cũng đồng ý với quan điểm thứ hai mà giải thích gì đó. Còn về cái đẳng cấp hay là tên đó, thì sư cũng hoàn toàn đồng ý. Ở đây thì sư sẽ nói thêm, nghe là giống như là khuyến mãi thêm cho quý vị hiểu rõ thêm về cái vấn đề địa danh ha. Thì trong chú giải thưa quý vị, chú giải có nói về vấn đề địa danh là như vậy. Đối với ba đời chư Phật á, thì có bốn cái địa danh này nè, là bất di bất dịch nè, bốn địa danh này bất di bất dịch. Đó là thứ nhất là nơi Đức Phật thành đạo, có nghĩa là cái có nghĩa là hiện Đức Phật thành đạo hiện tại bây giờ gọi là Bodh Gaya đó, gọi là Maha Bodhi đó, Bồ Đề Đạo Tràng thưa quý vị. Đó là nơi 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 đó, nơi Đức Phật thành đạo đó, là chư Phật ba đời, chư Phật ba đời đều thành đạo đó. Đó là cái điều thứ nhất. Cái thứ hai là nơi Đức Phật chuyển pháp luân, là bây giờ là gọi là Varanasi đó vị, là trong kinh điển gọi là vườn lộc uyển đó, Sanat đó, Benares đó, Benares Sanat vườn lộc uyển đó, bây giờ là bên xứ Ấn Độ gọi là Varanasi đó. Đó là cái nơi thứ hai mà chư Phật ba đời được chuyển pháp luân ở đó. Cái thứ ba là cái hương thất của Đức Thế Tôn ở chùa Kỳ Viên ở thành Sa Bích Thi đó. Đó là cái nơi mà chư Phật ba đời điều đó, đó là hương thất Đức Phật. Và cái thứ tư là nơi Đức Phật thuyết tạng Abhidhamma từ cung trời Đao Lợi trở về, mà trong kinh điển gọi là Sankhít Xá, nơi Sankhít gọi là Sankhít Xá, mà bây giờ bên xứ Ấn Độ gọi nơi đó là Sankhasya. Đó là bốn cái nơi mà gọi là bất di bất dịch đó. Còn cái việc mà địa điểm mà Thảo nhắc tên nhiều lần cái này đó thì để Đức Hạnh Tuệ có nói rõ rồi. Ở đây thì sư chỉ là giống như là khuyến mãi thêm cho quý vị biết thêm cái điểm mà bốn cái nơi bất kỳ bất dịch này thôi. Xin kết thúc phần trả lời câu hỏi đây. Xin cảm ơn Đức Tự Thường đã bổ sung thêm những cái ý rất là hay.